chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin làm đẹp tới cho các bạn. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là quy trình chăm sóc da trong mùa đông. Nếu như bạn đang cảm thấy da mình bị khô này, bong chóc, nứt nẻ này thì đừng nên bỏ qua video clip này nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu thôi. Bước đầu tiên trong quy trình chăm sóc da vào mùa đông của chúng ta đó chính là làm sạch da. Sau một ngày dài chúng ta đi làm mệt mỏi rồi là sử dụng các loại lớp trang điểm make up thì khi trở về nhà chúng ta cần phải thực hiện bước đầu tiên đó chính là tẩy trang. Với việc tẩy trang nó sẽ giúp cho chúng ta làm sạch lớp bụi bẩn, lớp trang điểm bám trên da mà nếu như chúng ta chỉ rửa mặt bằng nước bình thường không thể làm sạch được. Các bạn có thể sử dụng những loại nước tẩy trang phù hợp với làn da của mình. Bước 2. Đó chính là các bạn sau khi tẩy trang xong, chúng ta nên sử dụng sữa rửa mặt để làm sạch da mặt một lần nữa. Chỉ tẩy trang không là chưa đủ để làm sạch đi các bụi bẩn bám trên da mặt của chúng ta. Thế nên rửa mặt sau khi tẩy trang là một bước không thể thiếu và vô cùng quan trọng. Ở sữa rửa mặt thì nó sẽ giúp lấy sạch đi tất cả những cặn bã còn dư thừa trên gương mặt của chúng ta, hỗ trợ là làm sạch gương mặt rồi là khiến cho da của chúng ta được thoải mái hơn. Và khi rửa mặt thì các bạn hãy nhớ rằng thời gian tối đa chúng ta để sữa rửa mặt trên gương mặt của chúng ta là từ 30 giây cho đến 1 phút. Sau đó chúng ta nên rửa mặt lại với nước. Và công thức hoàn hảo tuyệt vời để các bạn áp dụng sữa rửa mặt đó chính là chúng ta làm ướt mặt với nước ấm từ 3 cho đến là 40 độ C. Sau đó chúng ta rửa sạch lại gương mặt với nước lạnh. Bước 3. Tẩy da chết. Sau khi chúng ta sử dụng sữa rửa mặt xong để làm sạch gương mặt của mình thì tẩy da chết là một trong những bước không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da trong mùa đông như thế này. Với tùy từng loại da mà chúng ta sẽ có chu kỳ tẩy da chết khác nhau. Các bạn hãy nhớ, nếu như các bạn có làn da khô giống như Kiều Anh thì chúng ta sẽ tẩy da chết 2 lần trên một tuần. Còn nếu như da dầu chúng ta sẽ tẩy từ 1 cho đến là 3 lần. Còn nếu như các bạn thuộc dạng da nhạy cảm và dễ kích ứng thì chúng ta chỉ nên tẩy 1 lần trong một tháng thôi. Và bước tẩy da chết này để đảm bảo cho những bước sau của chúng ta khi sử dụng serum, kem dưỡng hay là mặt nạ, nó sẽ đảm bảo cho chúng ta hấp thu được tốt nhất các dưỡng chất từ những sản phẩm đó mang lại, cũng như là loại bỏ các tế bào chết, khiến cho da của chúng ta sáng hơn, tránh khỏi tình trạng nám da, sạm da hay da bị xỉn màu. Bước 4. Sau khi chúng ta tẩy da chết xong, chúng ta sẽ đắp mặt nạ. Một trong những loại mặt nạ mà hiện tại Oanh vô cùng yêu thích đó chính là mặt nạ hoa hồng đến từ hãng Amusix. Bởi vì đối với những người có làn da khô như Kiều Anh thì việc sử dụng mặt nạ hoa hồng này nó sẽ cấp ẩm tuyệt đối cho chúng ta cũng như là khóa lại lớp ẩm trên da, tránh khỏi tình trạng là mất cân bằng pH và cái da của chúng ta bị mất ẩm trong cái mùa đông khô ráo như thế này. Các bạn hãy nhớ nhé là chúng ta nên lau khô mặt trước khi đắp mặt nạ. Sau khi chúng ta đắp mặt nạ thì chúng ta cần phải massage vùng cổ và mặt để đảm bảo rằng cái serum cũng như là cái dưỡng chất nó được thẩm thấu đều trên gương mặt của chúng ta cũng như là vùng cổ của mình. Với những bạn nữ mà da bị khô như Kiều Anh thì chúng ta nên sử dụng sản phẩm mặt nạ hoa hồng đến từ hãng Amusix này bởi nó cung cấp ẩm vô cùng tuyệt vời cũng như là việc nó mang lại những hiệu quả vô cùng tốt, không gây tác dụng phụ cũng như là việc nó làm cho da của chúng ta sáng hơn và da của chúng ta thì sẽ được ẩm hơn. Thời gian tối đa để chúng ta sử dụng mặt nạ đó chính là 15 cho đến là 20 phút. Sau cái thời gian này thì các bạn hãy nhớ rằng chúng ta nên tháo mặt nạ ra, massage nhẹ nhàng lại gương mặt của mình rồi sau đó rửa lại với nước lạnh. Và đối với mặt nạ hoa hồng này, chúng ta chỉ nên sử dụng từ 2 cho đến là 3 lần trong một tuần. Và thời điểm tốt nhất để chúng ta sử dụng đó chính là vào buổi tối trước khi đi ngủ. Bước 5. Sử dụng toner. Sau khi chúng ta đắp mặt nạ xong và đảm bảo cho da của chúng ta đã được thư giãn và sạch sẽ rồi thì toner hay còn gọi là nước hoa hồng là một trong những cái bước không thể thiếu trong việc dưỡng da trong mùa đông của chúng ta. Hiện tại sản phẩm mà Kiều Anh đang sử dụng nhiều cũng như là ưu tiên hơn cả đó chính là sản phẩm toner collagen đến từ hãng Amusix. Đây là một trong những sản phẩm vô cùng tuyệt vời trong việc là cung cấp collagen cho làn da của chúng ta này, cũng như là hỗ trợ dưỡng ẩm một cách tuyệt vời nhất. Nếu như các bạn hỏi Kiều Anh rằng là sản phẩm nào an toàn mà hiệu quả lại dưỡng da trong mùa đông này, thì chắc chắn rằng Kiều Anh sẽ trả lời. Đó là sản phẩm toner collagen đến từ Hàn Quốc như thế này. Và Amusix là một trong những cái hãng mà cung cấp tất cả những sản phẩm vô cùng tuyệt vời cũng như là hiệu quả vô cùng cao dành cho chị em phụ nữ nói riêng này. Nếu như sau khi chúng ta sử dụng với bông tẩy trang vẫn cảm thấy chưa đủ thì chúng ta có thể là đổ trực tiếp cái toner này ra tay của chúng ta
rồi sau đó là vỗ nhẹ lên gương mặt. Làm với cách này thì sẽ khiến cho da của chúng ta được hấp thu toner một cách tốt nhất, cũng như là dưỡng ẩm cho da một cách tốt nhất. Và sau khi sử dụng toner thế này thì da của Kiều Anh đã được cấp ẩm một cách tuyệt đối rồi. Tuy nhiên, nếu như đối với những bạn nữ mà vẫn cảm thấy da mình khô rất là nhiều, hay là vẫn cảm thấy là vẫn muốn dưỡng ẩm thêm, thì chúng ta có thể sử dụng kem dưỡng ẩm rồi các loại serum để đảm bảo cho da mặt của chúng ta được giữ ẩm một cách tốt nhất. Vừa rồi là những quy trình chăm sóc da buổi tối mùa đông mà Oanh chia sẻ tới các chị em phụ nữ cũng như là những người quan tâm đến làn da của mình. Và hy vọng với những cái cách chăm sóc da như thế này thì chúng ta sẽ bảo vệ được làn da của mình này, cũng như là khiến cho da của mình ngày một trở nên khỏe mạnh hơn và ngăn chặn được quá trình lão hóa. Và có khá nhiều bạn hỏi Kiều Anh rằng là một số sản phẩm Kiều Anh vừa dùng trong video clip thì mua ở đâu. Thì Kiều Anh cũng xin được gợi ý, đó chính là Kiều Anh mua tại siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và đây là một trong những địa điểm uy tín để các bạn có thể lựa chọn sản phẩm làm đẹp cho mình. Và Kiều Anh cũng xin được gợi ý một trong những phương thức để các bạn có thể là mua sản phẩm tại đây. Đầu tiên đó chính là các bạn có thể gọi điện tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Phương thức thứ hai đó là các bạn hãy nhấn vào đường link mô tả ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24giờ.com để chọn cho mình sản phẩm mỹ phẩm ưng ý nhất. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn dành riêng cho các sản phẩm mỹ phẩm, cũng như là nhận được nhiều tư vấn hơn từ các chuyên viên. Và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh chia sẻ ngày hôm nay thì đã giúp cho các bạn biết rõ hơn về cách chăm sóc da trong mùa đông của mình. Chúc các bạn luôn có một làn da khỏe mạnh trong mùa đông này. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye!